Thành thử là em tin tưởng hết vào anh. Thì khi nào mà xong đó, em thì rảnh thứ bảy chủ nhật, thì trước khi mà xong anh điện cho em hay trước 1-2 ngày để em xuống em quay em nghiệm. Ok, em quay xuống. Rồi nhưng mà có nghe cho hai nó không biết cho tôi hai nha. Rồi con sẽ leo lên ga ngồi đi với anh đó luôn. Rồi. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. À, hiện nay Bùi Hồ đang có mặt tại xã Nha Măng, huyện Châu Thành của tỉnh Đồng Tháp. Và phía trước hình ảnh mà cô bác quý anh chị thấy là một xưởng ghe. Và vì sao Bùi Hồ chiều nay lại đến đây? Lý do là Bùi Hồ đã tìm mua được một cái chiếc ghe cho bà ba. Nhưng vì công việc cập gặp quá, Bùi Hồ không có đi thời gian đi nhiều được. Nên hôm nay tranh thủ trước ngày nghỉ của ngày giỗ tổ Hồ Vương, mùng 10 tháng 3, Bùi Hồ có chạy xuống Nha Măng và ngay trại cưa để nhờ anh này sửa ghe nè. Anh đi đâu vậy? Lên nhà. À, anh ở đây đi. Em phỏng vấn anh tí xíu. Chạy xe hả? Anh này anh chạy xe. Và đây là cái chiếc ghe của bà ba này cô bác quý anh chị. Chiếc ghe này á thì mua với giá tiền là 10 triệu đồng. Và Bùi Hồ chuyển hết 5 triệu đồng thì sau khi mà sửa xong á, anh nhờ cái anh chạy ghe đó anh sửa xong thì anh sửa là thêm là với số tiền là 8 triệu đồng. Và sửa xong hết thì sẽ cho bà ba sẽ và bà ba thì chiếc ghe này là chiếc ghe này thì hổng gà vận chuyển về cũng cũng cỡ 10 ngày hơn ha anh cậu. Cái đó đi qua bên đây đi, anh mở đèn ra để em hỏi. Thì anh tranh thủ làm cho nó nhanh nhanh để em chuyển tiền còn phần còn lại cho anh luôn. Hôm trước thì em chuyển cho anh hết 3 triệu đúng không? 3 triệu là tiền anh cầu này, là tiền sửa là 8 triệu của cô bác của anh chị, sửa và đóng mới. Thì cái anh sẽ đóng như thế nào anh cầu, anh có thể giới thiệu cho em biết cho mọi người biết được không? Có nghĩa là cái cách của mình cách leo lên ghe đường nào ta? Đi để bắt cầu thang lên cho lên. Dạ. Anh cầu là làm nghề đóng sửa ghe này là bao nhiêu năm rồi? 20 mấy năm rồi. Ồ ghê hả? Ừ. Ghe này là ghe của ông kia hôm trước mà coi mà bà ba sau này bà chịu. Bà không chịu quá, nó bự quá. Đúng rồi. Giờ bà chịu rồi nè. Giờ bà chịu mới lấy nè. Ừ. Cái ghe này là mua giá 10 triệu, cô bác có gì Bùi Hồ mới nói đó. Rồi, anh lên với em đi anh cầu ha. Rồi, dáng này là dáng gì anh cầu? Anh làm nghề ghe, anh biết dáng này là dáng gì không? Gỗ á. Câu này gỗ sao. Sao hả? Ừ. Tốt không anh? Tốt chứ, nhưng mà cũng có xài rồi, cũ rồi thì cũng coi như cũng có nó cũng giảm gì nữa tuổi thọ vậy đó. Bây giờ nó còn, nếu như mà mình đóng mình sửa lại là nó còn khoảng bao nhiêu năm nữa? Theo độ bền đó hả? Dạ. Độ tại chỗ. Độ tại chỗ này chắc quá 10 năm. 10 năm hơn ha? 10 năm được hả? 10 năm được. Ừ. Bình thường chiếc ghe sau thì nó khoảng 20 năm hả? Theo có thể là 30 năm. Ừ. Thì khi mà chiếc ghe này như thế này thì anh sẽ sửa lại là sửa như thế nào? Thì coi chỗ nào nó tệ đó, thấy nó mục hay là sức mẻ vậy đó thì mình tu bổ nó vô, thẳng dạ. Vô cho nó liền lạc lại. Dạ. Mình có đóng thêm phần máy gì không? Không, cái máy thì ra ngoài rồi đâu có tính thêm cho. Ở trên này nè. Che phần máy với phần dán à, này. Có bà ba mới kêu làm cho bà cái máy cho bà ở đó. Dạ. Cái mui kêu là kia cái mui. Cái mui chứ lộn. Cái mui. Mui cho bà ở. Dạ. Đây chưa có làm, bên vài bữa nó mới có làm được. Dạ. Thì cái ở dưới phần này, phần sàn ở dưới này thì sao anh? Sàn này nếu mình lót lại. Mình lót lại ha. Lót ra nó liền lạc lại đó, mới đi tới lui và ở đầu đây đồ lót cho ngang nó bằng này đúng không? Đúng rồi. Mình lót từ cái phần gió chỗ này nè đúng không? Ừ. Không? Lát ngang, lát dán hết thẳng hết luôn. Dán hết luôn. Thẳng ra tới sau luôn ha. Ừ, không đủ một khúc mui thôi. Nó kêu làm sao làm vậy, đủ có bùi bở à. Dán đi con. Này là anh kéo lên dạ? Khi nào anh cột?
Là thêm lý đi. Kéo lên khi nào? Kéo cũng mấy bữa nay rồi ạ. Em thì không biết, nhưng mà em nhìn chiếc ghe này nó thấy nó cũ cũ, mà mua 10 triệu thì giá nó có hố không? Tôi thấy nó cũng vượt chứ có không có hố gì không? Dạ. Thấy cũng được ha. Thấy cũng được. Chứ bình thường chiếc ghe này mà mua mới là bao nhiêu tiền anh? Ghe này mua mới là khoảng cỡ 90 triệu. 90 triệu hả? Ừ. Ủa mắc chứ hả? À, ừ. Cây sao núi mà đó mà. Trời ơi. Ừ. Mua mới 90 triệu, em sợ luôn á. Ừ. Này thì thấy mình thì bản thân Bùi Hồ thì không có gành về cây, mà theo chia sẻ của anh Cồ thì nói vậy nó khoảng hơn 10 năm nữa hơn ha. À, theo đi cái 10 năm nữa. Dạ. Thì anh tranh thủ đóng sớm cho bà ba, em giao tiền còn lại cho anh luôn. Rồi. Ừ. Cái này là diện tích ghe, anh có thể nói cho em biết được không? Gà chưa cái đo nữa. Chưa đo nữa hả? À, thấy những cái này dài không có 11 thước. Dài 11 thước. Ừ. Bề ngang nó phải có 2 thước rưỡi trở lại. Dạ. Này, cô bác anh chị, đây là một cái chiếc ghe của bà nè. Ở dưới này phần sàn thì mình sẽ đóng hết cái phần mui luôn. Sau đó mình sẽ che cái mui lên. À. Che mui bằng ván, bằng ton. Ừ. Dần dán lên. Dần dán là lập ton. Dần dán lên hai bên hông bên đây. À. Dần lên cao không anh? Cao lên chừng 1 mét vậy đó. Dần ở đây từ cái mạng này. À, cao lên 1 mét. À. Rồi sau đó là mình dần ton giống như nhà hai mái của mình đúng không? À, bác kêu làm khúc sau thì bằng khúc trước á, thì hai mái. Ừ. Hai mái hai bên chỉ ra hai bên đó, ngọn đó. Thì nó em thấy nó đẹp hơn chứ. Mà ý bà kêu làm vậy, kêu dạ. Liền như cái cũ đó vậy đó. À. Liền này thì nó sợ, mà em sợ nó đứng đụng đầu á. Đụng đầu không? Đúng rồi, đứng đụng đầu chứ. Không, không? Cái kiểu nó phải vậy, nếu mà ông làm cao quá thì nó hiu. Với lại bà cũng sợ bị đuổi nhiều. Cao quá thì sợ bị đuổi. Chắc là bà kêu làm bằng cô bác quý chị, tại vì sẽ cao quá sợ bị đuổi. Ừ. Thôi em bây giờ như thế này, em thì lần đầu mới biết anh, qua anh dẫn đi mua ghe đợt trước. À. Đó, anh thì làm ghe chuyên nghiệp rồi, nên là nữ là cố gắng, em thì làm bên coi như là giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn thôi. Em là thay mặt để mạnh thường quân để giúp đỡ cho bà ba có ghe mới. À. Thì anh cố gắng anh giúp cho em, cũng như làm từ thiện cho bà ba, cũng hỗ trợ luôn. Làm cho chắc chắn đây thôi, tối mưa gió thì đôi khi bà già cả ở dưới cũng tội nghiệp, tại bà cũng chìm ghe mấy lần rồi. Ừ. Nữ là em tin tưởng hết vào anh. Thì khi nào mà người xong đó, em thì rảnh thứ bảy chủ nhật, thì trước khi mà xong anh điện cho em hay trước 1-2 ngày để em xuống em quay, em nghiệm thu chiếc ghe để xuống trao cho bà ba. À. Ha. Rồi. Rồi sau đó thì em sẽ trao tiền luôn. Rồi. Ha, hoàn thành xong em, anh cố gắng làm xong sớm cho em. Bà ba bà cũng nôn nóng, mà bà bây giờ ghe bà, em nói thiệt với anh cái mạng này nè, em bước xuống hôm trước á, ở trên đó thì cũng có phần thờ cô chồng bà ba, đây là con của bà ba, nên là nữ là chìm ghe nhiều khi em sợ nó không nên. Ừ. Đó, bây giờ em cũng có hối hoài, mà công việc của em lu bu quá, tại em đi dạy học nữa. Ừ. Rồi cảm ơn anh Cồ nhiều nha, cố gắng giùm em nhanh. Dạ. Nãy anh Cồ cũng đi công việc với cô bác của anh chị, điện thì anh mới quay trở về. Anh Cồ này nói không biết nói gì trơn, tôi không biết nói gì. Không, tôi ít nói đây chuyện này lắm. Dạ. À, tranh thủ sau 30/4 là có cho em được không? À, bữa nay là 20/4 rồi. 20 tây hả? Dạ. Ừ, tranh thủ coi khoảng nửa tháng nữa, cho anh nửa tháng nữa. Ừ. Không cần thợ đi chặt cái tay nó không bằng được, chứ bằng nhà cửa nè. Dạ. Thôi bằng cũng muốn gọi rồi. Ừ. Mới kéo lên tát nước đó hả? Ừ, kéo mấy bữa nay đó, kéo có 5-7 bữa nay rồi đó. Dạ. Kéo lên bằng mà tại nó nghỉ phải không? Thôi bằng muốn gọi rồi. Chứ cái nè tôi kéo lên cái xuống hàng ngày đó, để này kéo lên bằng hoài chứ đâu để nằm hoài nữa. Nó chị nói mình két giống bên đó không? Két dầu chai giống bên đó không? Giống. Két luôn hả? Ừ. Ờ, cô bác của anh chị thấy anh làm chiếc ghe bự bên đó thấy không? Làm mới đẹp ghê ha. Này nữa mình có trét dầu chai sơn gì lại không anh? Lắp dầu mỡ rồi vô, lắp dầu chai vô. À, cho mới là ha. Cho mới cho nó có dầu nó chắc ghe đi chứ. Ừ.
Rồi em tin tưởng anh và Mạnh Thường Quân cũng tin tưởng anh đó. Anh quay này mà được cái là xưởng ghe của anh lên luôn, khỏi cần quảng cáo. Rồi, rồi. Thiệt luôn đó, 100% nhớ nha. Rồi cảm ơn anh, chào anh. Để em xuống và ba anh khác. Dạ cô bác. Dạ cô bác của anh chị, thì bây giờ hiện nay thì tranh thủ ra thì chạy ở chiếc ghe trên, xem chiếc ghe cho bà xong thì bây giờ cũng 6 giờ rưỡi rồi. Và Bùi Hồ phải đến bà ba nè, chào một buổi chập tối như thế này nè. Nước bây giờ đang lớn rồi, trời đi chặn cũng chặn vạn tối. Bà ba đang làm gì đó bà ba? Dạ tối hả? Dạ tối mà con đi là giờ đặc biệt nhất à, con đâu có thời gian đi nhiều đâu. Dạ con nhờ phải không? Bà ba đang làm gì á? Cơm nè, uống thuốc. Dạ cơm uống thuốc rồi nè. Bệnh hay vậy bà ba? Bệnh gì? Bà ho nó sáng vậy mà. Đúng không? Dạ. Đúng không? Đúng. Sao? Đúng không? Xuống chứ. Đúng đi. Bà ba ngồi đó, con ngồi đó mà. Thôi đây đi, ở ra này đi cho vui. Ở đây đi. Có gặp ông Quý không? Không, con chưa điện. Ủa cái ghe xong chưa ta? Chưa bà ba. Chưa hả? Mới lên coi nè. Coi xong chưa? Kéo lên, ta đang sửa chắc khoảng 15 ngày nữa xong. À, cả nửa tháng đây à. Chịu được không? Được. Chạy mua đại chứ giờ kiếm đi, kiếm hoài cũng được. Bữa tôi nói với ông Quý ông nói thôi giờ lấy đại giờ kiếm hoài. Nhưng mà ghe đó bà ba ưng ý không? Được. Bữa mình coi tối phải không? Dạ. Còn bữa sau tôi coi lại đó. Được. Coi lại luôn hả? À, coi lại mấy chiều qua coi qua ghe đó. Dạ. Con ghe kia không được. Ừ. Rồi, anh gì đâu tiêu rồi? Nó nằm trước kìa. Nằm trước hả? Ừ, là ngủ trước. Đi sao ngủ sớm mà? Vậy chứ tối giờ làm gì vậy? Tối không ghe ở vậy chứ đâu giờ. Dạ. Hôm nay bà ba ăn cơm gì vậy? Cò tép nè. Đâu, lấy con cò coi. À, là cá kho nè. Này, đó. Ồ, ngon hả? Cá dứa, ở cá hú. Cá hú kho ngon ha? Mua khúc 15 ngàn kho được 2 cứa. Ăn sáng chiều hay sao? Ăn sáng chiều luôn. 15 ngàn ăn sáng chiều? Ừ. Không kìa bà ba làm công việc gì? Lượm ba chai bẻ gom đó, mớ nữa đó. Bán được nhiêu rồi? Thì lâu lâu đó ít chục vậy đó. Đủ ăn cơm qua ngày là khoan ngon rồi. Thì có ngày thôi. Khỏe rồi. Ờ. Buổi đâu mà đi tối ghé này à? Con tranh thủ mới đi làm ra xong nè, con chạy tranh thủ chạy sắt bắt sang bang nữa này nè. Vậy hả? Dạ. Hương ngon không? Hương chứ. Trời ơi nhớ lắm chứ, hôm gà nhắc hoài, nhắc chú hoài. Làm sao? Lâu lâu quá không gặp, cũng mấy tuần rồi ha. Dạ. Cũng hai từng mấy kìa. Ừ, từ ngày có ghe giờ cũng nửa tháng rồi. Ừ, có nửa tháng rồi chứ bộ. Nhắc sao nó nghe rồi. Nhắc cái xuống chơi lâu quá không có xuống với ông Quý nữa. Ông Quý không liên lạc luôn nữa. Bà có điện thoại đâu mà liên lạc. Bà đâu có biết đâu mà liên lạc. Mà bà có thương con nhiều không? Thương cái cháu thương vậy, giúp đỡ cũng mừng lắm chứ lại giúp đỡ cho mừng lắm chú ơi. Nhớ con tên gì không? Không biết. Con tên gì? Hả? Cháu Hồ không em? Đúng rồi. Ờ, chú Hồ biết tiếng không biết. Đâu cũng không biết trời. Tôi tưởng chú nhỏ kia nữa kìa. Chú đâu Phong Bụi hả? Ờ, Phong Bụi. Tôi qua tưởng nhau kia. Phong Bụi là bạn của con. Ờ. Thì hổng ngày biết có chiếc ghe đó, lựa chiếc ghe đó rồi cái tâm trạng sao nói con nghe. Ai cũng được nha. Ghe của bà con không biết đâu. Hả? Ghe của bà mà. Để tay xuống cho con thấy bà. Thấy không? Bà để tay xuống cho khán giả thấy mặt bà. Có chối ánh đèn, có chối bà không? Không. Rồi sao? Sao thấy ghê sao? Ghê thấy cũng được, kệ mua đại gì hoài không có nha. Nhưng mà bà vui không? Vui chứ. Được, tôi nói với Quý tôi là được thì mình đi năm nông đó cũng gợi chiếc ghe này nữa. Chiếc ghe đó đó. Vì bữa tối mình con thấy không thấy rõ nha. Rồi bữa sau lên thấy mới thấy rõ, tôi nói giờ chú Quý lấy lại. Ghe bên kia không được. Thấy không? Đúng rồi. Mua ghe sao mua ghe mới bển không được. Giờ đâu để đáo ghe này lại. Dạ. Đại, nhưng mà chiếc ghe đại này được không? Giờ nhưng mà còn sửa là còn đóng rồi nữa mà. Thì còn đóng rồi. Không phải vậy là xong đâu. Ha. Rồi chắc nửa tháng nữa em. Nửa tháng nữa. Không, lắp giò lại rồi sơn phết đồ lại. À. Rồi cắt bên, cắt máy rồi lên cho bà. Bởi bà ba nói nãy xuống bà ba bệnh là bệnh gì? Cái đầu à? Cái đầu năm nay bảy mấy rồi không? Bảy 68 rồi. 68 rồi.
có ghe mới cho yên ổn. Quá trời chú Hùng, ghe này nước tắt hoài cũng chết luôn vậy, tắt một đêm mấy lần vậy. Không. Có ghe tụi mình cũng chết vậy, có chú nhờ chú quý. Không, ngày mưa là sao? Mưa thì nó ngay có vô cầu. Là mưa là có vô cầu được. Nước lớn. Chứ ghe đậu vô cầu hả? Ừ, vô kéo vô này nè. Như vậy nè, nó đâu có mưa trước chứ, trước sao không mưa. Có tạt không bà ba? Không, bởi vì nở vô cầu nó tạt, còn ra ngoài bị tạt à nha. Bị nước dòng ra ngoài đó nó hơi kề ấy. Hôm nay còn tiền sao? Trời ơi, có thể ăn thì mặn nhiêu ăn nhiêu chứ giờ tới nay tháng 3 còn nữa con nữa không còn. Thì ấy đây mà cố gắng đi mua ghe còn dư con đưa tiền tiếp cho bà. Thì đó, trời ơi, ai nói gì đâu. Ai nói gì đâu. Có ghe mình thiện chú quý, à, chú Hồ. Muốn nhờ chú với chú quý mới được cái ghe ở thì lành lẽ. Nhờ Mạnh Thường Quân, con chủ yếu là kết nối thôi. Con nói thiệt bà ba luôn ha. Thưa quý cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân luôn. Thật ra thì giữ cho trong mình cái số tiền mà của Mạnh Thường Quân con mà chưa làm được cho bà ba thì con cũng cảm thấy ngậm ngùi. Thấy bà ba thì mưa gió nè, bây giờ tháng 6 tới rồi. Mưa gió tới rồi không biết ghe cộ người tát già ngủ sao. Người ta già người ta ngủ ở trên ghe, người ta đêm nào người ta ngủ yên ổn, niệm ấm chân im. Bà thì lớn tuổi nằm nửa đêm mưa gió tạt phải tát, hai mẹ con ở dưới này lủi thủi tát, tao đâu bà hiểu đâu. Em rồi mới có ngủ được. Thật ra con chỉ đến thăm bà ba một tí xíu thôi, rồi con về thôi. Con về để con nói cho bà ba nghe nè, con đến thăm bà tí xíu con về thôi. Thì nó đâu hiểu hết cái khó khăn của bà vào mỗi buổi tối bà phải lên đên trên này. Thì đó. Đúng không? Nước tôi biết không? 12 giờ là con về nước cạn giờ ra ngoài phải không? Phải thức canh 12-1 giờ mới giờ ra ngoài cây. Kéo sát con gà cây luôn chứ phải nằm ngoài cây đâu, nó cạn luôn. Để nào nó ghe bị mất kẹt. Nó vậy á. Ở trên nửa trong nước ngoài. Cái rồi nước lớn chờ mà nước cạn, nước lớn mới kéo vô. Đó, vô nằm đứng chút. Cái có nghĩa là canh con nước ngủ hả? Ừ, canh nước dòng á. Nước lớn thì không sợ, trời nước dòng. Con nói thiệt luôn mà không mua ghe mới kịp cho bà là mưa gió này là bà còn cực nữa. Ở tháng tháng 6 này cực tới nước rồi. Tháng mưa nè. Khổ lắm luôn á. Khổ chú nhờ chú với Mạnh Thường Quân cũng cho cũng mừng cảm ơn lắm trời. Ổ chết luôn. Khi nào có ghe mới ăn Khánh Thành được rồi. Mới ăn tăng gia. Trời ơi, tăng gia. Thế là sao? Thì đó có ghe mình có ai thôi, có hai mình không mà không có ai hả? Dạ. Vậy phải không? Rồi sao? Đứa đâu có ai nữa không? Chi bà ba? Nếu có đông không? Chi? Mà khỏi thử cái bà, không biết. Có mình thì sao, còn đông thì sao? Thì cũng như cái ghe này nè, hồi đó đông. Biết là mình Quân á. Nó xuống đông mình không có biết. Đi ghe đó. Đi này, cho ha. Ở này khố nè. Rồi xuống đông lắm hả? Chú cũng mười mấy hai chục người. Rồi có ăn mừng không? Thì cho đồ cho đặt cái thôi mừng gì. Ừ. Quý huyết này gì á. Còn con là chỉ có mình con đơn thân độc mã mà. Rồi phải không? Thì con thì bây giờ con xuống thì xuống bà ba mình nè, rồi bây giờ quay xong đưa trao ghe cho bà ba đi về. À, cảm ơn. Không ấy rủ bà ba nhậu. Tôi biết nhậu nha. Nhậu được không bà ba? À, tôi biết nhậu rồi. Từ đó giờ không có nhậu nhẹ. Ừ. Ở giờ hôm nào nhắc chú với ông Quý nữa, qua cái ghe là chắc cũng hơn nửa tháng mà sao cũng chưa rồi hay gì. Trong hoài ha. Nhớ nhà cũng trong đó. Ủa, chắc chưa rồi, tôi nói em đãi chắc chưa rồi. Trong lớp giòn lâu mà nó khô á. Nửa tháng nữa xong hứa rồi luôn. Ừ. Sau lễ, một tuần lễ rồi nó xuống. Sau lễ hả? Dạ. Đây là 10 ngày nữa tới lễ rồi. Vậy là qua lễ mới xuống. Dạ. Có ghe mới xuống mấy không? Có ghe mới xuống. Rồi vậy là có ghe cho hai nó không biết cho tôi hai nha. Rồi con sẽ leo lên ghe ngồi đi với anh đó luôn. Rồi. Xuống đây luôn. Ừ. Hôm nay gặp bà ba bệnh, cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Rồi, cảm ơn nhiều. Ăn uống đầy đủ vô. Rồi, nha. Cảm ơn. Ăn đồ kho phải ăn rau vô đi. Thôi thưa bà ba, xin phép bà ba con. Rồi, về nha. Con à, quên nữa, con hỏi trước khi về, hỏi sao bà kêu cất thấp cho bà ba. Hả? Cất cái cao mui thấp. Cất cao cao rồi. Mét thấp. Mấy? Không biết bằng cái này không? Cao hơn. Ừ thì cao hơn vậy thôi chứ thấp gì nữa mà đừng cao hơn nữa. Cao hơn lại chút cũng được nữa. Dạ. Phải không? Dạ. Ừ. Cao hung nữa là không được hả? Gió nó bề nó bọc. Thấy không? Gió mà gió nằm nè nó gió không nó bọc lên á. Thấp thấp vậy cũng được đi. Ừ. Mình ngồi lại luôn đâu thôi được rồi. Dạ. Vậy được rồi. Thì nãy hỏi anh cậu anh nói là làm theo ý bà ba không á? Vậy sao ông cậu á?
Thì hôm đó ông tôi với ông Quý nói vậy, ông theo làm vậy đó. Rồi thôi xin phép bà ba con về. Hẹn gặp bà lại bà ba một ngày gần nhất rồi, sẽ có tin vui. Qua lại nha. Dạ, qua lại. Bye bye. Lại đặng nha.